Dạ Hồng Cao xin mến chào quý vị khán giả và tất cả cô chú anh chị và quý vị Mạnh Thường Quân. Thì hôm nay cô chú anh chị Hồng Cao đến thăm hoàn cảnh của cô chú thì khá là đặc biệt, khá là khó khăn và thật sự là nói chung ra thì không còn đường nào để tả đó quý cô chú anh chị. Thì giờ Hồng Cao sẽ quay cận cảnh và hỏi từng chi tiết để gửi đến quý cô chú anh chị được biết hơn về cái hoàn cảnh của cô với chú đây. Thì Hồng Cao nghe sơ sơ của quý cô bác ở gần xóm quý cô chú anh chị thì cũng hay tin được là cô chú đây khá là khó khăn và phải đi dặm lúa mướn để mà chưa đi dặm nữa là cô với chú đã mượn tiền trước để mà chi phí hàng ngày đó cô chú anh chị, để lo toan cuộc sống hàng ngày. Thì tới mà dặm lúa đó thì cô với chú đi dặm trả nợ lại. Thì thật sự cuộc sống của chú, cô với chú đây á, thật là tội nghiệp của chú anh chị ha. Thì giờ Hồng Cao không cần nói nhiều nữa, thì Hồng Cao mời cô chú anh chị hãy tiến vô nhà để mà hỏi chuyện cô với chú chút nha cô chú anh chị. Dạ con chào cô chú nha. À cô chú chào khán giả ha. Chào khán giả. Nói chào khán giả đi. À cô với chú cho con hỏi cô tên gì ha. Mai Thị Tha. À, bao nhiêu tuổi ha? 55. Chú tên gì? Sự. Tên Sự. À, chú nhiêu tuổi rồi? 56 rồi. Dạ, hoàn cảnh của gia đình mình nó hiện tại như thế nào chú ha? Khó khăn quá chứ, cháu thấy không? Tại nhà có không có gì ban ngày là rồi con làm chỗ đã hết hơn kia năm rồi. Con chú à. À, chú với cô có thể dẫn con ra sau để mà mình trò chuyện chút nữa được ha. Chú với cô dẫn con ra sau ha. Thì hoàn cảnh của gia đình đây nè cô chú anh chị ơi, thì đây nè, đây là nhà nè. Quá trời cô chú anh chị. Thì có hoàn cảnh này là em quay cái này được không ạ? Wow. Dạ không. À, bé bị nó thiếu xương gì đó. Thiếu xương. À. Rồi bé này là cháu con của cô luôn hả? Dạ. Năm nay nhiêu tuổi rồi bé? Con đứng lại, con hỏi con nói chuyện đàng hoàng nè. Nè cho chú hỏi nè, con nhiêu tuổi rồi? 8 tuổi. Con tên gì? Đào hả? Con có đi học không? À, học lớp mấy rồi? Lớp 2 hả? Rồi cô có đi khám cho bé chưa? Không có tiền bạc đâu mà đi. Rồi cái bụng của bé như vậy đó, rồi nhắc ban đêm đó. Hồi đó nằm ở bụng xào phải 3 tháng, bụng nó nhỏ. Dạ. Con nhỏ. Rồi bác sĩ nói như thế nào ha? Không biết bỏ dây hết trơn luôn, không có biết sao. Rồi ban đêm á có bị bé có bị hành không? Không. Dạ. Dạ vậy thì cô giờ dẫn con ra sau để mà con ghi hình người con của cô ở sau luôn ha. Dạ thì cô chú anh chị thì Hồng Cao cũng nghe được bà con quý cô bác ở xóm thì cũng nói về gia đình của cô với chú đây. Thì cũng có người con đi làm ở phương xa ở Bình Dương á cô chú anh chị. Thì bất chợt bị một cái chứng bệnh như thế nào á cũng không biết nữa cô chú anh chị. Một cái chứng bệnh rất là lạ luôn. Thì Hồng Cao cũng không chưa từng biết đến luôn cái bệnh này luôn và cũng không từng gặp luôn á quý cô chú anh chị. Thì nghe nói là hỏi không có trả lời, chỉ biết nằm võng bằng hàng ngày, chỉ biết nằm võng dòm lên mái nhà thôi, hỏi tên gì cũng không nói. Và ăn cơm thì mỗi lần chỉ có một chậm, không được một chén nữa quý cô chú anh chị. Thì hoàn cảnh của gia đình như thế này, đây là nhà sau của cô chú anh chị, đây nhà sau của cô với chú đây cô chú anh chị đó. Quá trời khá là đáng thương với cô chú anh chị ơi. Dạ giờ chú cho con hỏi ha. Cô với chú thích vô ha. Anh hiện tại là anh bị như thế nào cô chú? Cuối cũng được nè, không có làm nặng nữa. Không, anh người anh có làm không đó, bị gì ha? Bên mình gia đình mình biết ảnh bị gì không? Bình Dương luôn á. Đi Bình Dương làm về là bị như vậy luôn. Bị lại nằm luôn. Rồi mình có đi bác sĩ khám chẩn đoán như thế nào không? Bác nó đi không được nè. Không chịu đi hả? Ừ không chịu. Rồi không nói chuyện luôn. Không nói chuyện. Kỳ với ta. Bao xe bao điện bạc. Không có đủ ăn luôn. Đi lấy người ta lại ăn đó.
đi trước không? Dạ, đi ứng tiền cho trước để ăn luôn ha. Rồi không có tiền đâu cơm cái gì ăn đi lấy là ăn. Dạ. Đi trả nợ ta. Dạ. Thì con cũng Hùng Cao cũng có nghe là quý cô bác gần xóm nói là hồi xưa chú bị người ta quýnh nhầm đó cô. Cao quýnh giật hết một năm bây giờ ổn đi. À bị quýnh liệt hết một năm ha. Ừ, à. 2-3 năm buổi. 2-3 năm luôn hả? Không, chú ý cô nói là chú nằm nằm liệt giường á là hết một năm hả? Quá wow, rồi một năm đó mình cô gồng gồng gánh ở gia đình hả? Bác sĩ biết năm đó lại sức đầu sức gì đó đi đó. Dạ. Rồi một năm đó cô chú nằm ở tại giường á là mình nên cô phải lo lắng trong gia đình. À. Rồi sáng đi bán nữa, rồi mua gạo, mua gì cho con. À, làm mình ưa nó hả? Dạ. Thì mua gạo mua ta tháng, rồi. Tháng giọng này tôi đi mua. À, mình đi mua gạo bán lại hả cô? Dạ. Dạ, rồi mà một ký mình lại được nhiêu tiền? 2,000 hả? À, rồi thường xuyên mình mỗi ngày mình đi dặm như đó được bao nhiêu tiền cô ha? Dặm trả nợ. Trời ơi, không. Một ngày á, nếu mà quy ra tiền một ngày mình được bao nhiêu? 180. Không, vậy là cô với chú một ngày cũng được 360. Mà ứng trước xài hết nè. Để mà lo cho. Dạ. Phải lo cho hai người con nữa. Đâu có làm được hết mà thấy không làm gì hết. Dạ. Hiện tại bây giờ thì người con đó là người con lớn của cô à. Thứ tư. Dạ. Con kia ta có vợ có chồng ta đi làm ăn cũng nghèo khổ nó đâu có cho mình nữa. Dạ. Dạ nó giàu á nó cho. Dạ. Giờ nó cũng nghèo mà. Dạ. Hiện tại bây giờ chỉ còn có hai người con, người con gái người con trai thôi. Còn thằng kia nữa đi rồi, có con đi. À, nhỏ nhỏ nữa hả? Ba người. Dạ. Nuôi ba người đó. Dạ. Rồi chú ở đây hiện tại bây giờ chú sức khỏe chú ổn chưa? Đi dặm được. Dạ. Còn làm nặng được đâu. Làm nặng không được đâu. Giác lúa đắt chịu không được đâu. Dạ. Bác sĩ ta không có giác lúa nặng. Dạ bác sĩ không cho làm nặng ha. Dạ. Không có làm nặng được. Ông nói làm nặng là chết. Dạ. Bây giờ ổng đâu có làm gì đâu. Ổng mới kêu để trả nợ người ta tiếp bác bị gì đó. Mình ơn tiếp không kịp. Dạ. Vậy là nếu như rồi qua cái mà lúa dặm này rồi đó, rồi gia đình mình phải xây sở cuộc sống như thế nào cô ha? Đi bán gạo. Rồi chú phải đi làm cái nghề gì lại? Nhũng. Ổng nằm tối ngày vậy với con đó. Dạ. Lúa luôn chậm nên cứ nghĩ thôi, đâu có làm gì. Có đi xịt thuốc không chú? Được, xịt thuốc được. Không cho ảnh hưởng tới thuốc luôn hả? Ui. Không có làm gì được hết chứ. Dạ. Hết cái gì làm á, đi ngủ ở nhà. Ở nhà ngủ dạ. Là coi như là cái trong người của chú còn cái sức cái giống như là còn chứng bệnh không? Sao mà tiếc phải là cái chứng à. À, ý là nó còn giống như là nó còn cái giống như là nó còn cái gì trong mình người trong người mình. Nếu mà làm nặng hay là làm gì đó lâu quá nó sẽ tê hết cái người. Dạ. Ráng làm cho người ta. Dạ. Thì bây giờ chỉ còn để chú chỉ còn sức để đi dặm lúa thôi. Dạ. Nói chung ra thì chú mà bị liệt mà được sức khỏe lại ổn định như thế này thì cũng quá tốt. Nhưng mà không thể nào làm nặng được với cô chú anh chị. Thì bác sĩ không cho làm nặng. Với lại nếu mà chú đây mà có thể xịt không xịt thuốc được luôn. Nếu mà ai xịt kêu xịt thuốc xịt không được. Tại vì bác sĩ không có cho tiếp xúc với thuốc trừ sâu. Cũng nghe sao ót luôn hả? À, dây chằng ha. Cổ này nè. Dạ, đứt ngay dây chằng. Chết rồi. Rồi người ta có không có bồi thường cho mình luôn. Ông khai bảo hiểm. À. Con tôi thấy. Thưa không có được.
có gì ăn á, ở trong thôn cha con 15 tuổi. Dạ. Coi ổng đâu có gì để đi học đại được hết trơn á. Dạ. Chỗ đi đâu được? Dạ. Con dạ. Dây tiểu ha. Ừ. Đã hoàn cảnh mình đã cực khổ khó khăn rồi mà thêm cái chướng ngại không biết từ đâu đọc đến với gia đình mình. Đi mà mưa. Dạ. Dạ, bởi vì mình đã cực khổ lao động rồi mà tự nhiên dán đầu mà đập trên đầu mình đập xuống. Không biết nguyên nhân gì đâu. Dạ. Rồi để mà chú phải bị liệt nửa người. Sau khi đó dạ, sau khi đó gia đình mình thì chỉ còn có cô, còn có người cô mình nên mà để gồng gánh gia đình để mà lo toan những lúc mà chú nằm liệt giường. Thì Hồng Cao cũng có nghe quý cô bác ở gần xóm đã hỏi han về gia đình của cô với chú. Cũng thật sự là khó khăn. Thì Hồng Cao quyết tâm để đến và ghi hình để gửi đến cho quý khán giả và quý cô chú anh chị và quý Mạnh Thường Quân được biết có hoàn cảnh nó như thế này, để mà giúp cho cô với chú đây. Thì thật sự ra trước mắt Hồng Cao á, đây là cái nền nè, cô chú anh chị thấy nền đất ha, thì dách đây không còn được cái gì để mà che hết. Mưa lớn thì khá là tạt luôn quý cô chú anh chị. Đây, chống lỏng rồi cô chú anh chị ơi. Thì trời mưa này á, nó có tạt ướt nhà cô với chú không? Dạ, tạt hết luôn ha. Hoàn cảnh của cô với chú con thấy thật là xót xa. Thì nói chung ra nhìn á, tuy gần Hồng Cao á, lá gách, nhưng Hồng Cao cũng muốn đùm bọc cho cái lá tả tơi này. Thì Hồng Cao đăng tải video này lên cũng mong tất cả cô chú anh chị và quý khán giả xem và biết đến được, để mà chia sẻ lan tỏa cái hoàn cảnh của gia đình cô ý chú, để mà được sự giúp đỡ. Thì cô ý chú đây cũng cần được sự giúp đỡ thật là xót xa. Thì Hồng Cao không biết nói gì hơn quý cô chú anh chị. Đây là cái hoàn cảnh đặc biệt luôn, thì Hồng Cao từng thấy lần đầu tiên đó. Thì một là anh Nhân, hai là cô ý chú đây đó. Thì hai cô ý chú chưa làm nữa mà đã ứng tiền xài trước rồi quý cô chú anh chị đó. Thì nếu mà không có dặm lúa thì cô chỉ đi bán một ngày 2-3 kg rau, 4-5 kg rau bán chỉ có được vài chục ngàn thôi đó, và phải lo cho đứa con gái còn đi học nữa nào quý cô chú anh chị đó. Con gái còn phải đi học mà mang cái chứng bệnh là thiếu xương gì trong người của cô gái nhỏ này luôn á cô chú anh chị. Thì Hồng Cao không có tiện mà để quay cái được cái hình ảnh mà dở cái áo lên đó quý cô chú anh chị thông cảm. Thì cái bụng của bé đó nó bị hót vô một lỗ quý cô chú anh chị. Bé thật là đáng thương luôn. Bé gái nha mà bị chứng bệnh này thật là thương xót cho bé cô chú anh chị đó. Thì cái ngay chỗ mà bao tử đó, quý cô chú anh chị, nó hót vô luôn. Hồng Cao thấy rõ nha quý cô chú anh chị. Thì có thể bữa nào á thì em sẽ quay cận cảnh của bé cho quý cô chú anh chị được xem rõ hơn ha. Thì giờ Hồng Cao cũng muốn cùng quý cô chú anh chị để xem người con của cô đây. Ốm nhom luôn. Hiện tại bây giờ khá là ốm luôn quý cô chú anh chị. Không nói chuyện với ai hết. Và cũng không hỏi, cũng không như là người thực vật vậy đó quý cô chú anh chị. Ăn cơm thì được một chấm. Đó, nằm thì chỉ biết nằm vậy thôi. Hỏi thì không trả lời. Anh thì bây giờ hiện tại bây giờ là xanh mặt, khá là xanh luôn. Đó quý cô chú anh chị đó. Không biết anh bị cái chứng bệnh gì mà không hiểu luôn đó, cô ý chú. Cô ý chú không biết luôn hả? Ở xóm này cũng không ai biết luôn. Đó vậy không ai biết được. Thì con cũng nghe. Giống người ta biết được. Dạ. Con cũng nghe quý cô bác ở gần xóm này nè. Cũng nói là anh bị như vậy nữa. Từ đầu làng cho tới cuối làng luôn. Là nói từ lúc mà anh đi làm Bình Dương về tới giờ là không đi ra ngoài nhà. Chỉ nằm nhà không. Dạ. Thì Hồng Cao đến để mà ghi hình hoàn cảnh của gia đình cô ý chú đó. Thì cũng có anh ra đi trương cũng hỗ trợ cho Hồng Cao là 1 triệu đồng để mà đi có hoàn cảnh nào mà khó khăn đó, thì kêu Hồng Cao gửi đến cho gia đình 1 triệu đồng. Thì Hồng Cao sẵn đây thì có hoàn cảnh này khá đặc biệt,
Hùng Cao cũng xin thay mặt anh Kha Đi Chương để mà trao 1 triệu đồng đến cho hoàn cảnh của cô với chú đây. Thì trước tiên Hùng Cao muốn ghi hình gõ lại cái sự việc, cái ngôi nhà tặng tình để cho quý cô chú anh chị được biết. Thì đây là cái hoàn cảnh của gia đình cô với chú đây, chỉ là đơn sơ thôi, mục nát hết trơn quý cô chú anh chị. Đó, thì phần trước rồi nè, đây không có được mà che chắn chắc luôn đó quý cô chú anh chị, thì lủng lỗ, thì ton bọng thì nó sập sệ hết trơn quý cô chú anh chị, không còn cái gì hết. Đó, thì cô với chú ấy, hàng ngày chỉ biết đi mà dặm lúa, dặm dúa về xong rồi thì cơm nước cho con cái. Đó, thì không có gì ăn hết, thì dặm ngày nào trả ngày đó. Đó, thì cô với chú phải ứng tiền xài trước để mà lo toan gia đình. Cuộc sống của gia đình cô với chú khá là đáng thương với cô chú anh chị ơi. Hùng Cao không còn gì để mà nói nữa. Thì thôi giờ Hùng Cao xin xin trao tiền của anh Ra Đi Chương. Gửi 1 triệu đồng để mà Hùng Cao đi quay những hoàn cảnh khó khăn lắm với cô chú anh chị. Con được anh Tân Phương ở nước ngoài hỗ trợ đi quay những hoàn cảnh khó khăn. Rồi để bây giờ con xin thay mặt anh Tân Phương để chào cho tôi với chú 1 triệu đồng. Anh Tân Phương cảm ơn nhiều anh. Tôi với chú có thể mà chúc cho anh được sức khỏe. Thì gia đình của chú đây thì cũng chưa mấy gì gành tiếng Việt với chú chị. Bây giờ Hùng Cao cũng xin thay mặt gia đình, cũng xin chúc anh thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, luôn là mong muốn tại phong đầu vạn sự như ý. Thì hoàn cảnh gia đình nãy giờ Hùng Cao cũng đã nêu rõ trên cái video của Hùng Cao. Thì mong Hùng Cao rất mong là quý cô chú anh chị hãy xem hết video và hãy chia sẻ cái video của Hùng Cao để cho quý cô chú anh chị và quý mình thường quân được biết, để mà giúp cho hoàn cảnh gia đình của quý chú đây sẽ khó khăn của quý cô chú anh chị. Hùng Cao thấy trước mắt là coi như là buồn tủi không biết nói gì hơn. Tuy rằng Hùng Cao là lớn lắm nhưng Hùng Cao muốn đồng cái lá nát này thật sự là nát nghe quý cô chú anh chị. Cái lá nát này khá là nát luôn. Thì cũng mong là quý cô chú anh chị luôn theo dõi kênh của Hùng Cao mà để giúp cho những hoàn cảnh đáng thương xót xa quý cô chú anh chị. Thì giờ Hùng Cao cũng xin tạm thời các video, cũng xin chúc quý tất cả quý cô anh chị thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, luôn là món khách tài phát lộc mình sự nhí. Nhớ đăng ký theo dõi kênh của Hùng Cao để mà đón xem video tiếp theo của Hùng Cao nha.